Theo Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 13 tháng 9, thành phố Châu Đốc ghi nhận 3 ca mắc mới trong khu phong tỏa. Hiện đang quản lý điều trị 125, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 10, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 16, Trung tâm Y tế thành phố cơ sở điều trị 10, Tiểu học A Vĩnh Quân 60, Mẫu giáo Anh Đào 29. Hiện có 4 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0 tại cơ sở Tiểu học A Vĩnh Quân. Công tác truy vết tiếp tục truy vết được 4 ca F1 tại khóm 1 phường Châu Phú A, 1 ca F1 tại khóm Châu Long 5 phường Châu Phú B và 1 ca F1 tại khóm Châu Long 4 phường Châu Phú B đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Như vậy, tại Châu Đốc, lũy kế từ đầu đợt dịch đến ngày 13 tháng 9 ghi nhận 206, trong đó tái dương tính 7, khỏi bệnh 77, tử vong 4, cách ly tập trung quản lý 234 người, 1.254 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 543 người và 3.110 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường.